mở lại phiên tòa vụ ông Tất Thành Cang liên quan dự án Phước Kiển. Ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ ông Tất Thành Cang liên quan đến các sai phạm tại hai dự án khu dân cư ven sông và Phước Kiển. Ngày mai ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trần Công Thiện, cựu tổng giám đốc công ty Tân Thuận và 8 đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, điều 219 Bộ luật hình sự. Trước đó, phiên tòa vào ngày 6 tháng 3 đã bị hoãn vì nhiều lý do. Vụ án này liên quan đến các sai phạm tại hai dự án khu dân cư ven sông và Phước Kiển. Phiên tòa lần này dự kiến kéo dài đến ngày 4 tháng 4. Có 9 phần 10 bị cáo kháng cáo, 5 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đó có công ty Quốc Cường Gia Lai cũng có kháng cáo, đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của tòa cung cấp. Vụ án này, ông Tất Thành Cang không kháng cáo. Xử sơ thẩm, vào ngày 19 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bị cáo Thiện 13 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó buộc bị cáo chịu hình phạt là 26 năm tù. Bị cáo Cang 6 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó buộc bị cáo chịu hình phạt là 14 năm 6 tháng tù. Mức án sơ thẩm đối với các bị cáo. Đối với nhóm bị cáo công ty Tân Thuận, Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty Tân Thuận, 8 năm tù, Trần Tấn Hải, cựu phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận, 5 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Bích, cựu kế toán trưởng, 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Việt, cựu kiểm soát viên, 3 năm tù, Nguyễn Xuân Tùng, cựu trưởng phòng kinh doanh tổng hợp công ty Tân Thuận, 4 năm tù. Nhóm bị cáo văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang bị phạt 6 năm tù, Phạm Văn Thông, cựu phó chánh văn phòng Thành ủy, 11 năm tù. Huỳnh Phước Long, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, văn phòng Thành ủy, 9 năm tù, Phan Thanh Tân, cựu phó chánh văn phòng Thành ủy, 3 năm tù.